nữ quái sừng sỏ bị bắt ngay tại chương trình Ai là triệu phú khiến fan ngớ người, tự chui đầu vào giọ. Câu chuyện hy hữu về trường hợp tội phạm truy nã Lê Thị Cơ bị phát giác chính nhờ chương trình Ai là triệu phú khiến cho người xem té ghế. Ai là triệu phú là game show rất nổi tiếng tại Việt Nam, đã trải qua hành trình 15 năm bền bỉ với 3 đời MC. Khán giả Việt Nam ở thời điểm nào cũng chờ đón chương trình Ai là triệu phú, mong muốn tìm được gương mặt giành giải cao nhất sau nhiều năm. Một trong số đó không thể nào bỏ qua câu chuyện tưởng chừng như là hư cấu chỉ có trên phim ảnh. Cụ thể, năm 2007, khi MC Lại Văn Sâm vẫn còn đảm nhận vị trí dẫn chương trình, ông đã từng chạm mặt một tội phạm truy nã với cương vị người chơi. Nữ quái đó tên là Lê Thị Hồng, đăng ký chơi chương trình với tên gọi Lê Thị Cơ. Người phụ nữ này đã giành về giải thưởng 10 triệu đồng. Tình cờ, các trinh sát của C16 xem tập Ai là triệu phú này và nhận thấy người chơi Lê Thị Cơ có ngoại hình rất giống với đối tượng Lê Thị Cơ đang bị truy nã. Các cảnh sát liên hệ với ban tổ chức của chương trình, lấy hồ sơ dự thi của Lê Thị Cơ. Từ đây, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hồ sơ ghi, người chơi là Lê Thị Cơ, sinh ngày 28 tháng 5 năm 1968, trú tại khu 6 thị trấn Gia Giai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, có trình độ văn hóa 12/12. Cơ còn cho biết, sở thích của mình là nấu ăn và đếm tiền. Với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác nhận Lê Thị Cơ chính là Lê Thị Hồng và được tổ chức truy bắt. Tuy nhiên, khi đến Xuân Lộc thì đối tượng đã bỏ trốn. Theo đó, đối tượng truy nã tên Lê Thị Hồng, sinh năm 1986 ở Cầu Tiên, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. 18 tuổi, Hồng lập gia đình và có một cô con gái xinh xắn. Năm 1993, Hồng gia nhập con đường lô đề với hy vọng đổi đời, bất chấp chồng và gia đình chồng ngăn cản. Hàng ngày, Hồng giao dịch thu nhận hàng trăm triệu đồng tiền đề của các con đề và chủ đề của nhiều đường dây đề. Nhiều con đề hết tiền để chơi, Hồng dụ bán thiếu cho họ rồi lấy tiền của các dây khác để đắp đổi trả cho khách thắng đề. Cứ như vậy, Hồng đã lún sâu vào nợ nần. Chỉ sau 2 năm, số tiền nợ của Hồng đã lên đến tiền tỷ. Sau đó, Hồng bán nhà, ôm con vào Đồng Nai để trốn nợ. Ngày 23 tháng 1 năm 1996, Công an Hà Nội đã ra lệnh truy nã Hồng trên toàn quốc và tổ chức truy bắt. Xong, Hồng lặn khá sâu nên việc truy bắt không đạt kết quả. Hơn 11 năm, trong một lần xem chương trình Ai là triệu phú phát sóng trên VTV3 tối ngày 31 tháng 7, trinh sát tình cờ phát hiện thấy người tham gia chương trình tên Lê Thị Cơ rất giống với Hồng. C16, Bộ Công an đã liên hệ với ban tổ chức chương trình Ai là triệu phú, thu thập tài liệu, điều tra mẫu vân tay và xác định Hồng và Cơ là một. Sau đó, các trinh sát đã bắt được Hồng tại một nhà trọ ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng đã nhanh chóng khai báo toàn bộ sự việc, từ chuyện thay tên đổi họ cho đến quá trình lẩn trốn. Hồng còn vô tư trả lời khi được hỏi vì sao trốn truy nã mà vẫn thi Ai là triệu phú. Cô đã nói rằng, em nghĩ sau nhiều năm, công an đã quên em rồi, vậy mà em vẫn bị bắt. Thời điểm đó, câu chuyện truy bắt Lê Thị Cơ, tức là Lê Thị Hồng, khiến cho cư dân mạng bàn tán xôn xao. Các chiến sĩ công an tham gia chuyên án này nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vào khả năng phán đoán và nghiệp vụ vững vàng. Tính cho đến nay, thỉnh thoảng, chuyện đối tượng truy nã đi thi Ai là triệu phú vẫn được nhắc lại một cách đầy hài hước. Không chỉ có Hồng, nhiều trường hợp đang bị truy nã vẫn hăng hái tham gia các chương trình truyền hình và bị tóm. Đúng là lưới trời lồng lộng. Đối tượng truy nã bị phát hiện khi tham gia chương trình Tỏa sáng giữa đời thường. Tháng 9 năm 2016, Nguyễn Minh Tân, 58 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bị đưa ra xét xử với tội danh gây rối trật tự công cộng. 22 năm trước, tức là năm 1994, ông Tân nạp xích lô và làm tổ phó đội bảo vệ khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh. Một hôm, ông tổ chức ăn nhậu với Nguyễn Đình Thanh Lâm, Đỗ Thiện Lân và một số thanh niên khác thì anh Nguyễn Long có đi qua và xảy ra mâu thuẫn với nhóm này. Cuộc ẩu đả sau đó khiến cho anh trai của Long là Nguyễn Lân chết ngay tại chỗ. Trong phiên tòa xảy ra vào tháng 10 năm 1995, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tân 3 năm tù và Long 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng ông Tân đã bỏ trốn. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát truy nã đối tượng Tân nhưng không có kết quả. Được biết, quá trình bỏ trốn, Tân đã đổi tên thành Võ Minh Hùng, làm phó ban bảo vệ dân phố khu KP5, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác với thành tích nhiều lần bắt cướp, Võ Minh Hùng được tuyên dương rồi được chương trình Tỏa sáng giữa đời thường ghi hình và phát sóng. Khi chương trình phát sóng, em gái của nạn nhân Nguyễn Lân phát hiện ra Võ Minh Hùng chính là Nguyễn Minh Tân nên đã làm đơn trình báo lên công an thành phố Hồ Chí Minh, với đặc điểm nhận dạng là cánh tay trái của Tân có xăm chữ Tân nhớ mẹ. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát truy nã Bộ Công an đã ra lệnh bắt giữ Nguyễn Minh Tân. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Tân không thừa nhận hành vi giết người mà khai nhận chỉ có mặt hôm xảy ra sự việc. Hai nhân chứng của vụ án, một người chết, một người còn lại đã xuất cảnh đi nước ngoài nên không thể nào đối chất. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra tội giết người đối với Tân. Đáng chú ý, trước đó vụ án từng được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 và Tân bị tuyên án 18 tháng tù.
nữ tiến sĩ bị truy nã vẫn lên chương trình tư vấn sức khỏe. Năm 2010, nữ tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà, 56 tuổi, đã bị các trinh sát của Công an Hà Nội tóm gọn. Trước đó, bà Bích Hà bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà này nguyên là giảng viên khoa sau đại học của trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Bích Hà là người giỏi, có chỗ đứng trong xã hội. Khi còn là giảng viên, Bích Hà đã giả mạo giấy tờ, thế chấp bán nhà, bán đất cho người khác để chiếm đoạt tài sản của giáo viên trong trường. Anh T, một đồng nghiệp đã gửi đơn tố cáo Hà hỏi vay người đàn ông này một khoản tiền. Tuy nhiên, anh T đòi lại thì Hà không trả. Sau đó, Hà nói sẽ gán ghép mảnh đất cho anh và anh T trả lại số tiền cho Hà. Anh T đồng ý, nhưng chéo ngoe, mảnh đất đó lại không phải là của Hà. Người chủ mảnh đất cũng là nạn nhân của Hà. Tháng 1 năm 2020, một đối tượng khác cũng tố cáo Hà chiếm đoạt tiền của mình. Người này có căn hộ 118m2 tại một khu đô thị ở Hà Nội buôn bán. Hà hỏi mua. Thế nhưng mới trả được một số tiền thì Hà đã làm giả giấy tờ thế chấp nhà đi vay tiền rồi chiếm đoạt số tiền đó. Hà bỏ trốn và bị Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói dù đang bỏ trốn và có lệnh truy nã, nhưng rất liều mạng là nữ tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà vẫn đều đặn lên sóng truyền hình, phát thanh, tư vấn sức khỏe cho khán thính giả. 10 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2010, Công an đã tìm ra nơi Hà sinh sống và đưa bà ta về trụ sở. Vậy đấy, có những trường hợp tội phạm tự chui đầu vào giọ theo những cách không thể nào ngớ ngẩn hơn. Đúng là lưới trời lồng lộng, đã gây ra tội thì chắc chắn là phải gánh chịu hậu quả, không cách này thì sẽ bằng cách khác. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh Long Lanh TV. Đừng quên đến đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.